Giờ mình chỉ cho mấy bạn đắp bộ full set, ok? Sao cho nó sát Kiriko và tròn cái Kiriko. Thì mình cũng xài cái primer mà hồi bữa mình dạy Today Product. Cái này nó cũng là bond và cũng là primer luôn. Thì mình đi cái này. Cái này nó không có burn. Mình có chạm lên da nữa nó cũng không có burn. Còn cái kia mình xài nó strong mà nó burn. Mình dạy làm sao để đắp cái cục full set mà cho nó tròn cái Kiriko. Có nhiều người hỏi mình bỏ bột lên tròn Kiriko mới vuốt xuống hả? Thì cũng không có hẳn là như vậy. Có nhiều người đắp không được thì mình bỏ cục bột xa ra một chút Kiriko. Mình đưa ngón tay lên cho nó chảy bột xuống. Rồi từ đó mình mới control cục bột cho nó ngược lên lại Kiriko. Ok? Cho nó mỏng hơn, đẹp hơn. Rồi từ đó mình mới nhúng liquid. Mình mới kéo móng xuống. Và muốn móng nó ôm á, thì tém hai bên lại. Tém hai bên mạnh hơn là ở giữa. Rồi mới đè cục bột. Ok. Ok. Còn muốn mà đắp hai cục nữa thì mình cũng làm như vậy. Lúc nào muốn móng mà natural ở giữa nó cũng dày hơn hai bên. Ok. Xong rồi mình lấy thêm một cục nữa đắp tiếp vô đây. Khi đắp bột mà muốn đắp bột đẹp thì cho bột chảy. Rồi mình control cái tay nó nghiêng, giống như cho ngón tay nó thẳng khoảng 45 độ. Thì mình vuốt nó không bị tràn Kiriko. Vừa sát Kiriko. Mà nếu mà xâm tha mà mấy bạn đắp bị thiếu á thì mình thêm một cục bột nữa vô đây, vuốt còn ngược lên. Ok, nhìn mình đắp một cọc cục nè, bỏ cục bột ướt vô, đừng cái ngón tay cho nó chảy xuống để cho nó khỏi bị lem. Tém hai cái cục bột hai bên, lấy liquid tiếp. Ok, tém. Đừng có tém mạnh quá, đừng có đè mạnh quá, đè vừa thôi. Thì nó chảy theo như ý muốn của mình. Nhả bột xuống thì đưa cục bột cho nó chúi xuống để cho bột nó chảy, nó khỏi bị tràn ra hai bên Kiriko. Xong rồi tém nhẹ thôi ở hai bên. Vuốt nhẹ. Đưa chổng cục bột, chổng cái tay nó lên 45 độ. Vuốt cục bột. Ok, mình thấy không? Thiếu thì mình đắp chút nữa. Right here. Nhẹ thôi. Hút cục bột xuống. Xem nó có độ cong thì bột nó mới ra natural. Ok. Bỏ bột lên, nhả cục bột từ từ, chúi ngược nó xuống cho nó chảy, rồi mới tém hai bên, vuốt nhẹ cho liquid vô, cọ vuốt nhẹ. Tại hiện tại nó đang ướt thì mình có thể control được cái bột.
mình control cái tay nó, đừng để cho nó control mình, nó biểu nó relax, bỏ ngay vô gần khoảng 3 sợi chỉ, rồi chỗ ngược nó xuống để cho nó chảy, rồi mình mới tém hai bên, chỗ nào thiếu thì mình đập cho bột nó chảy xuống chỗ đó, rồi mình đi tới đây mình cắt bột đó, rồi gom hai cái đầu vô cho nó natural. Xong là xong. Mình thấy rằng chỗ nào thiếu thì mình tém bột vô đó và mình kéo xuống. Mà mình thấy ở đây nó chưa có đủ bột thì mình thêm. Okay.